よう、テレビの前のみんな、フェアリーテイルを見るときは部屋を明るくしてテレビから離れて見てくれよな。Fairy Tail hội pháp sư, nội dung tập trước, hội Phantom Lord đã khai chiến và kéo đến tấn công tụi mình. Erza rất dũng cảm đứng ra chống đỡ trực tiếp đợt tấn công của đại pháo ma thuật Jupiter và bị mất khả năng chiến đấu. Bọn tôi đã xâm nhập vào hội quán Phantom để tìm cách phá hủy khẩu đại pháo đó. Tôi nhìn thấy mà. Đỡ nè, Blue Fire. Lửa nguội ngắt, lần đầu tan cái thứ lửa dởm vậy đó. Ngươi nói thiệt sao? Ta nghe kể nhà ngươi là chiến binh diệt rồng có tiếng. Điều đó có nghĩa là ta và ngươi chính là khắc tinh của nhau. Hả? Chúng ta đều dùng lửa để đánh, không phân thắng bại được đâu. Không được đặt ta ngang hàng với ngươi. Ăn lửa của ta đi rồi biết ngồi. Ta đã nói với ngươi rồi, lửa vô dụng đối với ta mà. Hãy cho ngươi ăn món này. Hello. Tất cả lửa trên thế gian này ta đều có thể điều khiển được. Phun nè. Trời kỳ vậy. Có thơm không hả? Để không ai nhìn thấy giọt nước mắt ấy, Jupiter sẽ được khai hỏa trong 2 phút nữa. Không xong rồi, Jupiter sắp khai hỏa. Ngươi hay lắm, dám lừa gạt ta. All in fire. Ta đã nói rồi mà, ta đừng ăn lửa nhiều cơm đó. Mùi kỳ quá. Đó là ngọn lửa có mùi sữa bị tiêu đó. Ngươi chơi xấu quá tình điên. Ủa chứ đứa nào chơi dơ trước? Jupiter sẽ được khai hỏa trong 1 phút nữa. Đừng có đánh nữa nè. Tránh ra. Thú vị ghê. Ngươi đã quyết định không dùng ma thuật nữa. Như vậy thì ta sẽ sử dụng thanh kiếm này. Ta rất lấy làm tiếc. Một vết nứt nhỏ thì không thể phá vỡ được quả cầu Lacrima đâu. À, vậy hả? Còn cái này thì sao? Cái tên này, ngươi có sử dụng não của mình không vậy? Cái gì? Hắn phóng lửa mạnh hơn để có thể tấn công mình à? Chỉ còn 30 giây. Coi bộ không cầm cự nổi rồi. Sao nát chưa dẫn chương về vậy hả? Không xong rồi. Jupiter sẽ được khai hỏa trong 20 giây. Đừng nghĩ trò lừa này xài được 2 lần. Ta nói rồi, mọi ngọn lửa đều nằm dưới quyền kiểm soát của ta. Cái gì? Không điều khiển được ngọn lửa đó. Không lẽ nào mình không còn điều khiển được nữa? Không lẽ hắn đã phát hiện lúc đánh nhau hồi nãy? Nata! Im miệng đi tên nhiều chuyện. Cấm ngươi về lửa của ta. Lửa cười bắp quá, né một cái là xong thôi. 3, 2, 1. Ôi gì vậy? Thật ra ta không có ý định nhắm vô ngươi.
Mọi người nhìn kia, khẩu đại pháo. Thành công rồi, họ đã phá hủy Jupiter rồi. Thằng nhóc này. Nè ông anh, một ngọn lửa sẽ không bao giờ nghe người khác sai khiến đâu. Nó chỉ đáp lại tiếng nói từ trong tim của một chúng ta mà thôi. Thì ra là vậy. Nếu không đánh bại tên địch dùng lửa kia và vượt qua sự điều khiển lửa đó, thì chắc không thể phá hủy Jupiter rồi. Quá ra người đã không bình tĩnh trong trận vừa rồi chính là mình. Cháu làm tốt lắm, Đại sư. Không còn Jupiter nữa thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Giờ là cơ hội của ta. Đánh đuổi chúng đi. Đám nhại đó lấy lại tinh thần rồi sao? Khởi động tên khổng lồ. Ngươi không thể nào điều khiển được lửa của ta đâu. Và bây giờ đến lượt các ngươi chịu sự hủy diệt, Phantom à. Nguyên tố ổn định. Các ma đạo sĩ trong vùng nguy hiểm lập tức rút quân. Đánh thức Makura. À, gì mà rung dữ vậy trời? Thật bị nghe rồi. Không thể nào, họ khởi động nó luôn sao? Đáy biển khu vực này đâu có cân bằng ổn định đâu. Đáy biển? Chúng là giỡn trò gì đây? Trời ơi. Khớp nói đâu ổn định. Mau đứng lên. Tên khổng lồ đã tỉnh lại. Các người tới số rồi. Chết hết vào mấy cưng. Chết chưa? Đừng có xỉu nha. Trời, có chuyện gì vậy? Chúng lại giở cái trò gì nữa đây? Nhìn kìa, tên khổng lồ ma thuật. Các ngươi nên đầu hàng đi đám nhóc con à. Hãy quỳ xuống dưới chân ta để cầu xin đi. Biết đâu ta sẽ thương tình bỏ qua. Nếu không sẽ có hậu quả thực thảm khốc. Mình biết phải làm sao bây giờ? Liệu sét nó lại tới nữa kìa. Cả hai lên cùng lúc. Biết đánh bên nào trước đây chứ? Chúng ta cứ lo tập trung vào lũ bóng ma đi. Còn tên khổng lồ kia, tôi tin Natsu sẽ tự mình xử lý được. Chỉ có một điều là Natsu nó bị xây tàu xe các loại. Natsu, tỉnh dậy đây. Coi kìa, ngươi mắc chứng xây tàu sao? Giờ thì ngươi không thể ăn lửa nữa rồi phải không? Ngay thì ta sẽ dùng lửa cho ngươi thành heo quay luôn. Natsu ma đạo sĩ lửa, giờ chỉ còn mình ta. Ủa? Cái giống gì vậy nè? Nếu là Nam Nhi, hãy lên thiên đàng đỡ cỡ luôn đi. Wow. Là các cậu hả? Quá ngầu luôn hai đại ca. Ray F-Man. Nam chèm bẹp như vậy, thiệt là khó coi quá đi. Nếu là Nam Nhi, hãy bỏ cái chứng xây tàu xe của con gái đi. Vậy đây là phế thải của Jupiter sao? Hey. Làm cũng tốt nữa chứ. Jupiter đã ngưng hoạt động rồi. Hay là để tôi bay ra ngoài đó coi tình hình sao ha. Nó có phải là tín hiệu không? Không thể có chuyện đó được. Là dòng tròn ma thuật. Đó là dòng tròn ma thuật. Có tên là Ibis Break. Không phải nó đã bị cấm rồi sao? Với kích thước đó thì nguy rồi. Cả thành phố Magnolia sẽ sớm bị phá hủy bởi sóng bóng tối mất. Có chuyện lắm. Dòng tròn đó là gì nữa? Mệt lắm rồi nha. Chỉ còn có một cách. Chúng ta phải chia ra tìm nơi điều khiển tên khổng lồ. Vậy thì hãy mau chóng tiến hành thôi. Đúng vậy, tiến hành nhanh đi. Được. Mira, còn bao lâu nữa thì Jupiter sẽ được kích hoạt? Hãy nói cho tôi biết. Tôi nghĩ là còn khoảng 10 phút nữa. Chúng ta phải phá hủy nguồn phát của nó. Những người bên trong đó chắc cũng đang nghĩ giống như chúng ta vậy. Còn người khác ngoài nát chưa sao? Là Ray với lại F-Man. F-Man? Tại sao chứ? Tại sao cái gì chứ? Cậu ta tự nguyện mà. Không được đâu. F-Man không thể chiến đấu được đâu. Cậu biết rồi mà, phải không Kana? Cậu ta sẽ đánh được thôi. Chẳng phải lúc tấn công chúng, cậu ta đánh rất nhiều sao? Đó là đánh với những đối thủ yếu thôi. Còn lần này là một tên có công lực rất mạnh với sức khỏe hiện giờ. Mình sợ là... Nè, Mira. Một khi chuyện đó xảy ra, cậu, F-Man và mọi người đều sẽ bị tổn thương. Nhưng có một điều cậu cần phải nhớ. Vào thời điểm này, cậu ấy đã đi theo con đường mà mình đã chọn. Cậu phải hiểu điều đó chứ. F-Man, tiến lên. Rizana, không được lùi bước. Tiến lên.
Mira, Mira, cậu định làm gì hả? Đừng mà, nguy hiểm lắm đó. Ôi, các người đã muốn tìm tôi, có đúng như vậy không? Mau dừng tấn công hội của chúng tôi ngay lập tức. Ít ra cũng có thể kéo dài được thời gian. Hội trưởng, cô ta hay lắm, cút đi đồ báo danh. Cái gì chứ? Ta đã biết chuyện này ngay từ lúc đầu rồi. Lucy sẽ chẳng dạy dỗ gì mà có mặt ở đó. Đáng ghét, mình thật vô dụng, không làm được trò trống gì hết. Xin tự giới thiệu, ta là người đàn ông chân chính. Ta sẽ sống chết nếu ai đụng tới Fairy Tail. Bonjour, xin chào. Element 4 đó sao? Cậu đừng lo lắng quá, F-Man vẫn có thể chiến đấu mà. Cậu đừng quên rằng cậu ta cũng là ma đạo sĩ của Fairy Tail. Một đứa nhóc con như vậy mà có thể giả dạng đi qua mặt ta hay sao? Hãy ở yên đó xem đồng đội của người trút những hơi thở cuối cùng đi. Mina! Đáng ghét, như vậy là sao? Trời ơi, Mina! Phải nhanh chóng ngăn tịch khổng lồ đó lại. Hector, Ray, F-Man, cố lên. Hãy cứ gọi ta là Soru. Nếu thích thì gọi tên đầy đủ là Monsieur Soru. Đúng lúc lắm, ta sẽ bắt ngươi khai ra cách ngăn tên khổng lồ này lại. Thành tay! Ồ ho, chỉ có tay phải thôi sao, người chắc chứ? Đánh một tay luôn, coi bộ tinh đồn quả là không sai. Đừng nói nhảm nữa, đổ lại! Ủa, ta nhớ là ngươi còn có một đứa em gái nữa mà. Hi, vũ điệu cắt mũi! Bản giao hưởng đáp mũi! Nổn, nổn, nổn. Xin chào. Rồi đúng là tên phiền phức. Nổn, nổn, nổn. Ba tiếng nổn và ngươi đang có tâm trạng khá buồn. Buông ra đi, cái quái quỷ gì vậy? Phải gọi ta là ngài chứ. Thằng mạnh hơi dễ bề ngoài của hắn. Ghê thiệt. Còn một điều ta muốn nhắc. Ngươi đã từng thất bại khi dùng phép biến hình toàn thân và trở nên điên loạn đúng không nào? Đừng nói nữa, cánh tay thiết ngư. Lisanna, thật là bất lịch sự. Nhưng mà vừa nãy ngươi đã chạy qua và chạm vào thân xác của ta. Ta đã có thể đọc được hết ký ức của ngươi rồi. Ngươi dám? Đây quả thật là một cô bé rất dễ thương. Không biết hiện tại cô bé đang ở đâu ta, còn sống hay là đã chết rồi. À, ta lại bất lịch sự nữa rồi. Cô ta đã được chôn bên dưới đất lạnh tầm tối mất rồi. Ôi, thật là đáng thương. Sao nhà ngươi lại có thể làm một chuyện tàn khốc bất nhân với em gái mình như vậy? Sao anh lại giết em? Không thể để hắn lừa được. Cố gắng lên. Nổn, nổn, nổn. Ngươi không được biến hình. Nếu như ngươi biến hình toàn thân, biến hình rồi lại không kiểm soát được thì sao? Bộ ngươi đã quên mình đã làm chuyện kinh thiên động địa gì lần đó rồi hả? Anh F-Man, sao anh lại quên? Sao anh lại quên? Thật là tàn nhẫn. Sao anh lại quên? Sao anh lại quên? Thật là tàn nhẫn. Thật là tàn nhẫn. Tại sao? Tại sao? Đừng làm để anh F-Man. Ngươi không nên thử những gì mà ngươi không thể kiểm soát được. Ta cảm nhận được có vẻ như sức mạnh ma thuật của ngươi đã yếu đi rất nhiều rồi. Tên đê tiện nhà ngươi, nếu là đàn ông thì phải đường đường chính chính đấu với ta. Là đàn ông sao? Nực cười. Nổn, nổn. Ta không cho phép ngươi nói như vậy. Ngươi là kẻ không có quyền để đòi hỏi nhân tính từ một người khác. Thứ rác rưởi đã xuống tay giết hại cả em gái ruột của mình thì không có tư cách. Phản giao hưởng thạch cao. Chạy đi, chạy nhanh đi. Gì vậy? Là chị sao?
Tại sao chị lại bị nhốt chỗ đó? Chị à! Là chị gái à, thú vị đó. Có nghĩa là cô ta đã từng là nỗi sợ hãi, là ác quỷ Mira Chen. Nhưng cô ta cũng mất rất nhiều ma lực rồi. Thật là đáng thương. Ai là kẻ gây ra chuyện đó vậy? Cô ta đáng bị trừng phạt vì đã cả gan dấp giả dạng lừa dối bọn ta. Cô ta sắp bị chúng ta bóp nát rồi. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Mau chạy đi, mau chạy nhanh đi. Em Phi, thả chị ta ra mau. Chị gái của ngươi cũng sẽ chết đi trước mắt ngươi, giống như cô em bé nhỏ của ngươi mà thôi. Đó là bởi vì ngươi một ma đạo sĩ dốt đắc nửa dời. Ngươi không làm được gì ngoài những câu sáo động về Nam Nhi. Với tư cách là một quý ông, ta không thể tha thứ cho ngươi. Ta ban cho ngươi sự đau đớn vĩnh cửu. Ma thuật phong ấn Maxi Lavi. Ngươi sẽ được hòa mình vào trong đất và tiếp tục lang thang vĩnh viễn trong mớ kiếp đau buồn mà ngươi đã gây ra trong quá khứ. Đừng nói nữa. Chẳng lẽ đó là mình sao? Anh ơi, anh đang ở đâu? Rishana, sao em lại ra đây? Mạnh mẽ lên anh, đừng có khóc nữa mà. Chính là lỗi tại anh. Tại vì anh mà con kế của anh mới chết đó. Không phải đâu, đó không phải là lỗi của anh đâu mà. Tất cả sinh linh trên đời này rồi sẽ tới lúc phải chết đi và về thế giới bên kia. Mọi sinh linh đều chết. Dạ đúng, chuyện đó là đương nhiên rồi phải không anh? Nhưng mà nếu như anh vẫn luôn nhớ tới nó thì chú chim sẽ không hề chết, mà sẽ mãi mãi sống trong lòng anh. Sống mãi trong lòng mình. Em đừng có nói nữa mà. Anh à, anh đi đâu vậy? Anh không cố ý đâu. Lúc đó anh chị ơi, thiệt là chị hai. Lại cãi nhau nữa hả? Rishana, cậu về rồi hả? Nát trường xấu xa lắm á. Cậu quay ăn sạch cá của tôi luôn rồi. Khoan đã, nếu không lòng thì lúc này là... Nè Rishana, chúng ta có nhiệm vụ mới đây. Nhưng mà không phải chúng ta chỉ mới vừa về thôi sao? Là nhiệm vụ cấp S đó. Chúng ta phải đi theo để hỗ trợ cho chị hai mới được. Các người quá đáng lắm, đi mà không đủ. Là nhiệm vụ gì vậy? Một loại cực kỳ khó. Tất cả tụi chị được nhờ đi giải quyết vua quái vật The Beast. Nát chứ, em có muốn đi chung không hả? Sẽ cho em thêm kinh nghiệm đó. Chị nói gì? Em sẽ không đồng ý đâu. Nếu là một người đàn ông thì phải bảo vệ cho gia đình mình mới đúng chứ. Đừng có ích kỷ vậy mà. Cho em đi theo với. Không được đi, không được đi chị à. Nếu không thì hãy cho Nát sư đi theo chị đi. Edmund, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Edmund, Edmund, đó cũng là mình sao? Mọi người đi lánh nạn rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy chị? Em chạy mau đi Rishana. Là do chị mất tập trung. F-Man cố bảo vệ chị, nó đã dùng Takeover biến thành con quái vật. Có nghĩa là... Nhưng mà con quái vật bên trong nó quá mạnh. F-Man đã mất đi khả năng khống chế. Không thể nào. Vậy còn anh F-Man, ta phải làm sao đây? Nếu vài phút nữa nó không tỉnh lại, nó sẽ biến thành quái vật vĩnh viễn. Rishana, đừng mà. Anh F-Man, anh nhận ra em không? Anh bị sao vậy? Em là em gái của anh nè. Anh quên cả chị Mira của chúng ta sao? Không lý nào anh F-Man hiền lành lại quên mất em gái và chị hai của mình có đúng không nè? Bởi vì cả em gái và chị Mira đều rất yêu thương anh F-Man mà. Anh có nhận ra điều đó không? Rishana, không được đâu. Em chạy đi. Chúng ta cùng về nhà đi.
nhà với em nha anh. Là lỗi của em, tại em mà đi xa ra mới như vậy. Không phải là lỗi của em. Risana nó đã từng nói rằng mọi loài sinh linh đều cũng biết lúc chết thôi. Vậy là lúc đó chị cũng có mặt ở đó sao? Risana, em nó vẫn sống mãi trong tim chúng ta, có đúng vậy không? Chị à, vì vậy mà hai chị em ta phải tiếp tục sống, sống cho phần của Risana nữa. Chị à, Risana. Em mẹ, cố lên em, chị có thể mất em, hãy cố gắng lên em mẹ. Vậy là cũng đã kết thúc rồi ha. Tại sao chứ? Giọng nói đó. À, đỡ. Không để chị ấy khóc thêm lần nào nữa. Nhưng tại sao? Tại sao ngươi làm chị ta khóc chứ hả? Anh sẽ đó. Em đừng làm vậy mà. Đừng biến hình nữa mà. Ai dám làm chị ta khóc? Không thể nào được. Ngươi không thể nào biến hình toàn thân được mà. Cái gì? Ôi trời ơi, cái thứ này là Takeover toàn thân. Là biết sao? Nè Happy, tự nhiên nước ở đâu đổ xuống vậy hả? Ê, hội quán của chúng ta hiện giờ quá chừng lỗi dột luôn, mà còn không biết sao? Tại mấy cái lỗ đó mà nước nhiễu không gần luôn nè, thấy chưa? Đâu có, cái này không phải là dột nữa, y như tắm mưa rồi còn gì. Giống như tụi mình đang ở trong rừng vậy đó ha Nách. Just stay.